xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình trong video ngày hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường bình thường mà một tuần mình chỉ ra được một video tại vì không thời gian của mình khá bận nên mình chỉ chưa có thể sắp xếp được thứ hai để làm video nhưng mà tuần này mình phá lệ tại vì thị trường đi xuống và những cái phân tích của mình đã sai hoàn toàn nên đã lý do mình tiếp tục làm video trong ngày hôm nay và trước khi bắt đầu video mình sẽ nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình trong thị trường và không được cho là lời khuyên đầu tư. Rồi bây giờ mình đi xem chuyện gì xảy ra. Đầu tiên mình đi vào xem Bitcoin như thế nào. Thì ngày hôm qua có một cái cây nến đỏ rất là dài. Để mình xem là giảm bao nhiêu phần trăm. giảm 19% tùy sàn tùy sàn các bạn có sàn còn giảm sâu hơn à, nhưng mà sàn này mình đang dùng sàn uh, Bitmax thì uh, sàn này thì cho mình uh, hệ số là giảm 19% và hôm nay là tiếp tục một cái nến đỏ đang đang trên đà giảm rồi ok thì mình sẽ đi tìm lý do là chuyện gì xảy ra vì sao lại có cây nến đỏ dài như vậy thì đầu tiên mình đi xem đây các bạn Liquidation Liquidation có nghĩa là Là bị thanh lý Có là những cái lệnh long và lệnh short bị thanh lý Thì ngày hôm qua Theo số liệu ở trong này mình có được là 2,4 tỷ đô lệnh long bị thanh lý Và 336 triệu đô Triệu đô la các bạn nhé Đô la Mỹ bị thanh lý thì đấy là lý do vì sao mình có một cái nến cái nến đỏ nhiều như vậy. Rồi bây giờ mình quay về video mình nói rõ hơn là vì sao. Có nghĩa là rất là nhiều nhà đầu tư trade coin, đã loan Bitcoin trong cái vùng này. Cái vùng từ là 52.000 đến đây 52.000 đến 52.500. Tại vì nhà đầu tư kỳ vọng là Bitcoin lên tiếp như y như các phân tích của mình này, đấy các bác cũng nghĩ là bitcoin sẽ đi bay, đấy và các bác đã lon bitcoin, thì khi mật số số lượng nhà đầu tư lon bitcoin rất nhiều, thì những nhà tạo lập thị trường chỉ cần làm một động tác là bán bitcoin ra để đẩy giá đi xuống một tí, thì tất cả những lệnh lon với cái tỷ lệ đồng bảy cao như là nhân 25 đến 50 thậm chí 100 là sẽ bị thanh lý và sẽ đẩy xuống và khi mà giá đã đi ngược với cái chiều hướng mà nhà đầu tư kỳ vọng thì sẽ tạo ra một cái kịch bản domino domino đổ thì những cái lệnh lon lớn thanh lý trước sau đấy những cái lệnh lon nhân 10, 20 cũng thanh lý nốt và như vậy cứ đẩy xuống, đẩy xuống đẩy xuống tất cả bị thanh lý hết. Đó là cái lý do trong ngày hôm qua. Và nếu mà các bạn đã trong thị trường này trên 6 tháng thì đấy là điều rất là bình thường. Tại vì trong những giai đoạn trước, giai đoạn này đó là như cơm bữa các bạn. Mình thấy là cái tỷ lệ thanh lý như cơm bữa. Bây giờ mình quay lại biểu đồ xem các bạn xem này. Mình bật 6 tháng đi. thì mình sẽ xem được số liệu là lệnh long và lệnh short bị thanh lý như thế nào đây đây chưa là gì các bạn nha. <laughs> cái ngày 10 19 tháng 5 này 5 tỷ đô bị thanh lý lệnh long 1 tỷ đô lệnh short bị thanh lý đây và ngày lịch sử là ngày 18 tháng 6 6,7 tỷ đô lệnh long bị thanh lý và gần 1 tỷ đô lệnh short bị thanh lý đây là hai ngày lịch sử nên cái ngày này mình thấy là cũng khá khá bình thường không có gì mà phải uh, bất ngờ rồi bây giờ mình xem tiếp mình đã sai chỗ nào thì bây giờ mình phân tích tiếp rồi đấy là lý do vì sao bị uh, cái nến này nó giảm mạnh như thế đấy là cái thị trường này sẽ tạo cho mình một cái uh, với những bạn mới thì khá khá là lo lắng khi mình thấy điều này xảy ra và tâm lý sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh bây giờ mình đi phân tích lại là như bài phân tích hôm qua mình là sai hoàn toàn hôm không phải hôm qua mà hôm thứ hai để mình xóa hết cái này đi sai hết rồi mình sẽ xóa hết những cái dữ liệu này đi và cả cái cái, cái đoạn này cũng sai hết sai hết các bạn bây giờ mình về không tháng trước à không như mình nói rồi đấy mình là đang là sống cái cấu trúc của phân tích của mình thì vẫn giữ vững đây là tháng nếu mà mình qua biển đồ không tháng thì đây vẫn là sống năm của không tháng các bạn nhé sống năm có ừ, thể mình ai à, nhầm phải quay bị đồ coi chứ tháng đâu đây không tháng không tháng thì mình bảo năm là sống năm là sống năm ngay là sống cuối cùng và sẽ đi vào kết thúc chu kỳ lại đi vào bear market thì uh, đấy là là khi mình nhìn nhìn không tháng bây giờ mình nhìn không tuần không tuần như mình phân tích ấy, là trong con sóng năm này không tháng thì cần phải có 5 con sóng công tuần đúng không thì mình có sóng 1 này 2 3 4 5 thì lúc trước mình nhận định là đây sóng 1 này và sóng 2 này như vậy là có vẻ không đúng mà bây giờ mới là đúng này thì đường đã cho mình cái câu trả lời đây là sóng 1 này. và sóng 2 sóng 2 như thế mới đúng tại vì khi mà mình phải kiểm chứng lại bằng Fibonacci cái bô khí hồi thì mình sẽ đo từ đáy này lên đỉnh này rồi thì mình xem đấy về lý thuyết là mình phải test lại cái vùng là 0.382 của chỉ số Vibo hoặc là 0.5 ở trong khoảng này ở trong khoảng này và đã trong khoảng này là mình phải test để có sóng 2 đã à, hiện giờ mình đã gần test tay rồi để mình xem thử tại vì đây là cái bài phân tích trong video tuần trước nữa thì mình có phân nói về cái vùng này nhưng mà khi mà thị trường tạo ra cho mình cái kịch bản là tăng và không chỉ mình bị đánh lừa mà rất rất nhiều nhà đầu tư thấy coi đã bị đánh lừa và đã long bitcoin ngay cái điểm này và nghĩ là đã bay rồi y như suy nghĩ của mình đấy, nhưng mà thị trường đã cho một cú đâm rất là chuẩn rất là đẹp để có một con sóng hai trong một tuần đẹp đẽ thì mình nghĩ là đây là cái vòng mình phải quan sát thôi mình sẽ không đưa ra nhận định mà mình sẽ tại vì đưa ra nhận định rất nguy hiểm đây như mình đưa nhận định là sai rồi đấy và sẽ tạo ra hiệu lệ rất là không tốt nếu mà những cái nhà những cái bạn nào mà xem kênh mình mà trade coi thì các bạn lo bitcoin coi là rất là nguy hiểm Đấy, nhưng mà các bạn quên là kênh của mình là kênh đầu tư các bạn kênh đầu tư thì thường là có cái hướng nhìn rất là lâu có lời sao là mình không hề bán hoặc là mua gì trong giai đoạn này hết mà mình mua ở dưới này rồi còn giai đoạn này là giai đoạn mình đang chờ đợi để chốt lời mình đang chờ đợi con sóng 3. Đây con sóng 3 này. Lên đây là mình sẽ chốt. Còn mình đang con sóng 2. Nếu mà nếu mà cơ hội con sóng 2 này đủ lớn, nếu mà test về vùng này sâu hơn như thế này thì sẽ tạo ra một cơ hội đủ lớn thì mình mới mới vào hàng tiếp. Còn nếu mà chỉ test về vùng 0.3 0.382 hay là 0.5 thì cơ hội chưa đủ lớn. Đây là cơ hội chưa đủ lớn Phải đến đây mới đủ lớn này à, Hoặc là xuống đây là quá lớn luôn Thì mình sẽ vào hàng Đấy, Nhưng mà con sống 2 thì mình nghĩ là sẽ dừng ở đây Suy nghĩ của mình thôi các bạn nhé Đấy dừng ạ Có thể di chuyển trong vùng này Hoặc là vùng này thôi Rồi Thì có nghĩa là mình Không hề bán bất kỳ đồng nào khi mà chưa đạt lên được sống 3 Đấy, mình vẫn giữ này, tất cả đều giữ hết coi đồng nào bán hết rồi bây giờ mình quay về với khung ngày đi mình nói chuyện tiếp rồi khu ngày trong những cái bài phân tích hôm trước ấy, mình đã có một cái sai nữa là có vùng mình nhận định là có 1.000 tỷ đô của Bitcoin 1.000 tỷ đô vốn hóa thì không phải là cái này các bạn không phải là cái đường là có vùng là 51.000 mà đúng là 1.000 tỷ đô là đây 53.000 đó là một cái sai của mình nữa. Bây giờ mình phải sửa lại. 53.000. Nên vì sao mà giá có sự biến động mạnh trong cái vùng này là cũng là có lý do chính đáng. Mà mà mình đã thấy đây. 53.000. Rồi, ok. Như vậy là mình vẫn đang cái dao động đi chưa qua dự đoạn à, đâu. Trong cái mô hình bác Cop. Mình chuyển cái này qua. Đấy, vẫn chưa gia động ép đâu. Còn mà cần thêm một tí thời gian nữa. Tại vì đây cũng phải đúng là chỉnh chuẩn cái vùng này mình rất kỳ vọng Bitcoin xuống lại trong những video 2 uh, tuần trước. 2 tuần, 2 tuần trước mình kỳ vọng xuống đây để test lại để xác nhận đây là vùng đáy của mô hình bác Cop trước khi mình có thể bay SOS này hơi lâu ấy Đây. Rồi ok Đấy là mình vẫn giai đoạn đi các bạn Chưa bay được Thị trường nó tạo ra một cái bẫy rất là tốt Để nhà đầu tư Hay là những cái nhà phân tích kỹ thuật bị đánh lừa Rồi ok thì trong giai đoạn đi này về lý thuyết là mình cần test lại cái vùng này thì cũng cũng hợp lưu với khung tuần là cái vùng là 42.700, 42.700, 42.600 gì đấy và cái cạnh dưới là 40.000 thì mình sẽ quan sát thôi, mình sẽ quan sát. Còn khi mình bật cái những cái chỉ báo như là EMA 200 hay là EMA 100 thì mình đã test về đây rồi, mình test về đường EMA 100 rồi cũng hợp lưu với đường EMA 100. Vì hiện giờ giá đang có vẻ giữ đây là đường trung bình MA 50 đã đã test xuống đây lại và đang lên rồi mình tắt cái gì báo này đi ở đây, đây có vùng là mình nghĩ là rất rất, tốt trong cái cái sóng 4 của cũng tuần để mình test lại và về quan điểm thì mình không có gì vẫn là hướng tăng trưởng rất tốt còn đây chỉ là một đợt điều chỉnh đúng như kịch bản Đúng như lý thuyết là mình phải test về Đây, có vùng 0.382 của hôm tuần sống 2 Còn hiện giờ thì mình chỉ xem thôi, xem tình hình như thế nào Mà khi cơ hội đủ lớn thì mình mới vào hàng thêm Còn không thì mình đã có đủ hàng họ rồi Đủ để mà đợi con sống 3 này Rồi, bây giờ thì Thế có nghĩa là những cái Cái, cái sóng sánh này đều sai hết rồi Sống 5 là Bỏ cái này đi. sống 5 là phải là đây. Đỉnh sông 5. Đấy. Sông 1, 2, 3, 4, 5. Và đây mới là sông ABC. Này. Rất là hay. A nè. B nè. bi bây giờ xem phong bi về đâu cứ ấy là cứ cứ để con xong C đây nè rồi ok bây giờ cái channel mở ra tí này channel này mình phải mở động thế rồi ok sống a và cạnh đây là cái kênh giữa của channel giữa channel. Rồi thường là sóng bi sẽ test về đây và rơi lại xuống cạnh của channel và thì sau đấy mình mới hoàn thành gọi là ABC sẽ chỉ là sóng 2 của khung tuần thôi ABC của khung ngày là sóng 2 Khung 2 của khung tuần Đấy thì mình sẽ chờ đợi một cái bảng uh, Sóng 2 này trong Mình nghĩ trong tháng 9 là mình mới hoàn thành con sóng uh, ABC này Rồi OK ABC Là mình vừa đảm bảo là mình đã test lại cái vùng uh, Cái vùng lúc trước là cái vùng uh, kháng cự của mô hình có đảm bảo luôn lý thuyết luôn là test lại đây và cũng đảm bảo luôn là mình có một cái khung uh, cái sóng hai trong khung tuần rất là đẹp rất là đẹp coi như lúc trước mình phân tích là không không đúng không đúng đi lắm phải về vùng đây không ít nhất là 0.382 của uh, 0.382 của khung uh, khung tuần à quay 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 Bây giờ điều chỉnh này lên tí Bây giờ về khung ngày xem Tại vì trong khung ngày ấy Mình phân tích một con sóng ấy Là sóng bắt đầu Sóng 1 bắt đầu từ đây 34.000 Thì như vậy đúng Thì trong khung tháng Không phải khung tháng mà là khung Khung tuần 34.000 34.000 Đây Thì con sóng 1 nó phải bắt đầu từ đây chứ Mà con sóng 2 thì sẽ rơi vào đây 0.38 Trong khoảng từ đây Trong khoảng từ 0.382 0.5 đến 0.618 Rồi ok Nếu mà giá Rơi xuống dưới vùng này mới là nguy hiểm các bạn nha còn di chuyển từ 0.618 đến uh, trong cái khoảng này 0.5 0.3 là đấy là cục là cục điều chỉnh của sông 2 rất là bình thường à, trừ khi trong tháng này giá xuống dưới 40.000 dưới vùng này mới là nguy hiểm thì mình phải xem xét lại chuyện gì xảy ra còn hiện giờ thì mình thấy là đã, đang là kịch bản của sóng 2. Sóng 2 của khủng tuần. Đấy, mình đang chờ đợi một sóng ABC. Cái này hình như là phải xuống đây tí thì mới dựa được. Đấy. Test lại về đây. Test lại về vùng là 50 khoảng 50 000 hôm này xong lại rơi xuống tiếp để con 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 sóng C để đo thử mình đo Fibo xem cho nó chuẩn Fibo thì mình sẽ đo từ đỉnh đi kéo xuống đáy để mình mình xem con sóng B này về đâu là đẹp sóng B thì đúng đây nếu đo đúng là phải về đây 000 này. Tết lại vùng 0.618. Đây 0.5 đến 0.618 này các bạn. Hai vùng này là 47 000 đến 48 000 Nếu đúng kịch bản song bi là phải như thế. Về đây, về hai vùng này là chỉ có là 47.000 đến là 48 49 000 này. 49 000 Đấy, à, thì mình sẽ chờ đợi xem trong tuần này mình sẽ có đầy đủ con sóng pin này. Con sóng pin này các bạn. Đấy, à, mình sẽ xem và sẽ có xem có con sóng sóng C trong tuần sau. Rồi ok. Mình xem có những cái chỉ báo gì nữa không? Bitcoin dominant, không có gì phấn khởi Total market Cap cũng đang uh, điều chỉnh để có một con sóng high trong khung tuần Đây, cái chỉ báo uh, Fear and Greed Index Mình hơi chủ quan cái chỉ báo này Extremely Greed này. là hôm trước nè các bạn Cái nhà đầu tư rất là tham lam và đã loan Bitcoin Rồi, OK Đấy là nhận định nhanh của mình về thị trường. Đấy, thì mình cần có con sóng hai khung tuần. Đây mới bắt đầu là con sóng 2 Có những góc trước là đã phân tích sai rồi. Nha. Đây là cập nhật nhanh của mình. Và mình nói luôn là cái kênh của mình là về đầu tư. Hướng hướng đi của mình là rất là lâu dài. Và mình có tất cả các kịch bản cho chuyện gì xảy ra trong tương lai rồi. Có nghĩa là kịch bản của mình là mình đã chuẩn bị cho cả con sóng tiếp theo sau cái được này rồi à, để mình về sống uh, khung tháng đi bôi về khung tháng gì vậy nói chuyện tại vì đây đây là cái kịch bản mình lên lên đỉnh này xong năm này của khung tháng này đấy thì có nghĩa là mình nghĩ là đấy đây là cái khung thời gian sẽ lên đỉnh có thể trên lệ từ đầu từ cuối năm nay có thể kéo qua năm sau đã có sự chênh lệch như thế và mình đã có kịch bản là chờ để mua lại khi mà giá đã hồi về khi mà vùng bear market đây rồi Hãy mình có tất cả kịch bản rồi còn đây chỉ là cuộc sống năm để mình ăn một được sống nhỏ nữa thôi ăn lớn là đây các bạn mình nói thêm về vị thế vị thế đây mới là vị thế đẹp để đầu tư này còn vì thế bây giờ mình chỉ có thể nhân 2 x 3 lần tài khoản thôi trong cuộc sống năm này. Nhưng mà vị thế này là nhân 50 đến 100 đấy các bạn. Đây mới là vị thế đẹp. Đấy, đấy là cái cách đầu tư theo chu kỳ. Đấy, nên nên kênh của mình là đầu tư các bạn nhé. Nên hy vọng những các bạn nào xem kênh mình có một cái, cái, cái kịch bản dài và có thể đi dài với thị trường. Và thị trường lên hay xuống như thế nào mình đều không bị tâm lý. Mình đều có những kịch bản trước, chuẩn bị trước. Nếu đi lên thì chốt lời. Còn nếu đi xuống thì đã có một vùng bố đủ để mua về vào một vị thế rất là đẹp. Đấy. Mình lấy ví dụ như bây giờ mình có 1.000 đô đi. Mình mua ở bây giờ mình chỉ nhăn được 3 lần, 4 lần là mình có 4-5.000 đô thôi. Nhưng mà với vị thế này, mình vớ 1.000 đô mình có thể nhân 50 đến 100 lần Nếu mình làm tốt đúng không? Thì nhân 50 là mình có 50.000 đô rồi 100 lần là mình có 100.000 đấy, đấy là vị thế các bạn Nên hy vọng là các bạn Suy nghĩ kỹ Để có một cái kịch bản tốt Chuẩn bị tất cả trong tất cả tình huống Để mình có một vị thế tốt Và dĩ nhiên là cái lợi nhuận mình mang về sẽ phải tốt Nếu mình có vị thế tốt rồi Rồi À, có một số bạn là hỏi mình thì mình phải trả lời câu hỏi của các bạn các bạn trong nhóm uh, Discord của một nhóm Discord mình mới vừa tham gia có hỏi mình là nhóm Strawberry for everyone yeah. thì bạn hỏi mình là Bà hỏi mình là nhận định cá nhân về thị trường trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là hết tháng 9, kết thúc quý 3, thì phiên Âu Mỹ có hoạt động tài chính nào ảnh hưởng tới xu hướng tăng của thị trường không? Như nhận định của anh Simon, thì sẽ có một pha điều chỉnh ngắn vùng 58.000. Có khả năng là thời điểm gần kết thúc quý 3. Và bạn hỏi mình là hãy chia sẻ nhận định cá nhân và phương hướng đi trong giai đoạn sắp tới thì mình đã nói rồi đấy là hướng đi của mình là như vậy đây chỉ là mình đang chờ đợi con sóng năm của không tháng và không tuần thì mình sẽ chia ra mình sẽ chốt ở không sao sóng ba của không tuần chỉ qua không tuần đi à đây không tuần đây thì không tuần thì mình sẽ chờ đợi chốt lời ở sóng ba và nếu mà đã lên sóng ba rồi thì mình hình nghĩ, là những cái đồng mình đầu tư sẽ đạt hệ số hầu hết sẽ đạt hệ số và mình sẽ chốt khoảng trên 50 phần trăm hầu hết là sẽ trên 50 phần trăm nếu được mình có thể tối ưu con sống 4 này và đợi con sống 5 của khung tuần Đấy, nhưng mà đến đây là mình nghĩ là mình sẽ rút khoảng 50 phần vốn mình sẽ rút toàn bộ vốn về rồi Đấy, vốn của mình đây vốn của mình là 4.414 đô. lại đến con sóng uh, sóng 3 là mình đã rút hết vốn này về rồi. Để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo, chu kỳ bear market. Thì với cái số vốn này, nếu mình làm tốt mình có thể nhân 50 đến 100 lần hệ số. Còn trong năm nay thì chỉ có thể nhân 2 x 3 nếu mình làm tốt. Đấy. Nên lên con sóng 3 là mình đã chốt rồi. Và con sóng 3 thì mình nghĩ là nếu sống 2 mình điều chỉnh thì trong tháng 9 này thì sống 3 là, là tháng tiếp theo, tháng 10. Tháng 11, tháng 12. Đấy. Sẽ là sống 3. Và sống 4 là phải kéo kéo cả, qua cả 5 năm sau. Đấy. Và sống 5 là kết thúc. Thì nếu mà anh Sai mình nhận định là 58.000 thì điều chỉnh. Thì bây giờ mình đã điều chỉnh đây rồi thì uh, sếp điều sếp xem mình nhận định là lên đây đúng không 58 này xong rồi điều chỉnh xuống thì uh, thị trường đã cho câu trả lời rồi là mình đã có điều chỉnh luôn bây giờ đúng rồi đấy và mình vẫn dự định nhận định là sẽ đi tiếp lên con sóng 3 điều chỉnh và sóng 5 đó là cái uh, hướng đi của mình trong chỉ còn vài tháng nữa thôi các bạn là kết thúc chu kỳ đấy chỉ có để mình đo khoảng bao lâu nè với thời điểm hiện giờ đây là khoảng 3 tháng đi. 3 đến tháng đến 5 tháng đến khoảng cuối năm nay Đấy, coi là mình sẽ có 4 đến 4 năm tháng cùng lắm là sẽ kéo dài hơn một tí thôi Đấy, nhưng mà Mình nghĩ là như vậy Đó ok Đấy là cập nhật nhanh của mình về thị trường Thì uh, nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý Thì cho mình xin một like Và hy vọng là các bạn uh, Không bị uh, Bị mất tiền Trong cái đợt đâm vừa rồi Còn mình thì tiêu chí của mình là đầu tư Nên uh, tất cả những con sóng Nó không ảnh hưởng gì đến tâm lý Cũng như là các cái Nhân mục đầu tư của mình Nha, Cảm ơn các bạn Xin chào tạm biệt